Vâng ạ. Bắt đầu ra cái này là anh theo dõi luôn. Vâng. Nhưng mà là anh thì thích cái này. Công nhận. Em cảm ơn anh. Thật thiệt á. Sao bọn em bắt đầu coi như lên là coi như anh thì theo dõi sang cái này từ hôm tiễn chưa? Vâng ạ. Nói chung thì bọn em coi công nhận coi như là phục vụ và em đã bảo giá. Vâng. Bộ nào ra bộ ấy. Đúng rồi ạ. Cái chỗ đó. Vâng ạ. Thế nên anh là coi như tròn quà GVK. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Hay thì nó là cái ngoài cái sản phẩm chất lượng ra thì còn cái cảm xúc nữa. Đó đúng. Yêu mến. Nói chung bọn em cùng chăm sóc khách hàng. Yêu sự chân thành của chúng em. Coi như với thực giá của bọn em coi như rồi coi như bình luận phạt là bọn em bảo giá cho luôn. Đúng rồi ạ. Anh yêu mến coi như GVK thì anh mới là coi như này cái đắt luôn chứ coi như không. Sau một hành trình di chuyển thì hiện tại chúng em có mặt ở trong Hà Tĩnh. Anh em ekip Zika thì em tạm bên trường, hiện tại đang là 1:30 rồi. Đợi 30 phút nhà hàng hết cơm, anh em chúng em lại chạy lên trên để xem có quán cơm nào không. Hôm nay mới khai trương, ngay đầu cao tốc ra thì là đông khách. Xã Hồng Lĩnh xin kính chào quý khách. Vâng, em chào anh. Em lại cứ ở cái ngõ trên. À vâng ạ. À rồi rồi vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Thế để em xin ăn. Em chào chị. Em xin nhan nắng quá anh nhỉ. Vâng, cổng đây nhá, cổng dưới đây, anh đỗ ép sát vào đây này. Vâng ạ. Rồi ép vào thôi. Còn em chạy đường cao tốc hả? Vâng ạ. Đi cao tốc vào tận bãi vọt, đi cao tốc nhanh. Tầm trước, đợt trước em đi thì nó chưa thông chỗ vào bãi vọt nên là em chạy chạy đường lộ thì nó hơi lâu. Khoảng 5 tiếng. Vâng. Đi xe. Đợt này đi ấy này thì nó nhanh, gần. Khoảng 4 tiếng thôi. Thế mà chạy về nhà anh nó cũng dễ, hết cao tốc chạy ra đây cái là tới. Đúng rồi, ghê mà. Cũng phải chạy vô như bọn anh ở thị xã. Mr. Thụy đồng hành cùng em Duy ngày hôm nay. Vâng ạ, em Duy đấy ạ. Em bắt tay anh, cảm ơn anh chị nhá. Vâng ạ. Thật tuyệt vời, cái này cứ các bác đặt hàng là em, các bác đặt hàng là em đi hết. Cứ nhiệt tình là mời. Dạ, vâng ạ. Mời các anh tham quan qua không gian nhà anh Việt. Em có nhận nhiệt tình chăm sóc khách hàng. Vâng ạ. Rồi, anh Việt anh hộ em một tay nhá. Như anh Việt ở bên Hàn Quốc là hơn 6 năm anh nhỉ? Hơn 6 năm. Hơn 6 năm. Tính ra thời gian anh theo dõi em được theo dõi qua bên này là như từ hôm Tết nhá. Từ hôm Tết ạ. Ờ. À từ Tết là hình như là chưa ra cái mẫu Hunter này đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng ạ. Ra cái này. Vâng ạ. Bắt đầu ra cái này là anh theo dõi luôn. Vâng ạ. Nhưng mà là anh thì thích cái này. Công nhận. Em cảm ơn anh. Thật thiệt mà. Yêu mến. Sao bọn em bắt đầu coi như lên là coi như anh thì theo dõi sang cái này từ hôm tiễn chưa? Vâng ạ. Nói chung thì bọn em coi công nhận coi như là phục vụ và nhưng mà coi như em bọn em bảo giá trực tiếp lên luôn. Bọn em đã bảo giá. Vâng. Bộ ạ. Nào ra bộ ấy. Đúng rồi anh thích cái chỗ đó. Vâng ạ. Thế nên anh là coi như tròn quà GVK. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Thế nên anh thì thích tròn coi như vậy. Dạ. GVK. Đúng rồi. Cái này thì nó là cái ngoài cái sản phẩm chất lượng ra thì còn cái cảm xúc nữa. Đó đúng. Yêu mến. Nói chung mà em cùng chăm sóc khách hàng. Yêu sự chân thành của chúng em. Thế đó anh yêu mến coi như GVK thì anh mới là cái như này cái đắt luôn chứ GVK. Dạ. Thôi được rồi, ta tiến hành ha. Vâng ạ, để em sắp xếp. Anh Thủy ơi, còn con súp, mở cửa cho con súp xuống nữa. Súp nó ở bên cửa bên này nhỉ. Nước cái súp này nữa đúng không? Vâng ạ, nguyên con súp đấy là đủ ạ. Thì bới vào nữa thì để anh bế vào. Đi chuyển cặp Hunter ơi. Vào. Rồi, anh cho em mượn cái kéo anh ạ. Để lấy cái kéo không? Vâng ạ. Kéo hay con dao cũng được để... Lấy cái kéo. Đó. Bỏ tất hết, cả các thiết bị cũng có một cặp loa này.
loa siêu trầm. Bỏ cái này xuống đây. Mic 22, mic 321. Đấy. Cái này bố đã vất cho con lạt lành. Ok. Ấy anh bật hết điện lên cho anh. Bật đấy, bật đấy. Bật điện này là khẳng. Chịp vào cái nữa thôi. Hôm trước về anh bay sân bay Nội Bài. Sân bay Nội Bài. Thế mà không vào em. Về quá muộn đấy. Về muộn quá. Về từ tầm khoảng 3 giờ rồi. 3 giờ sáng. Vừa có nó đặt xe, đặt vé, cái như xe về 7 giờ. Vâng ạ. Xe về xuống nó xe Văn Minh nó đón luôn này. À. Nó đón từ sân bay về, như về biển Đức Ngâm rồi sau nó bắt đầu khi nếu mà về buổi ngày thì sớm thì vào em. Thì em ở thì cách không sân bay Nội Bài không anh có cái như có ở ngoài đó hai đứa tôi định nó bảo vợ nó vào đó xem thử cái bộ nào ưa thì coi như thế luôn á nhưng mà cũng quên luôn vì coi như về lật đật quá vâng. Mình về có ló về đấy dạ kiểu nhớ nhà quá thế coi như mày ghi vâng cái phải mua cái ghê đấy vâng không biết anh có xem cái video mà em lắp cho anh Linh ở trên Vĩnh Phúc không cũng là do cái đôi loa Hunter nên phải mua kệ mới đấy, đúng rồi đúng rồi dạ nhưng không vẫn cả cái kệ nữa đấy dạ và thay kệ cả đấy đấy đúng rồi con thì nói chứ còn được bạn thích coi như con cặp Hunter này cặp Hunter bóc ra khui thùng ra nhìn anh Việt là đây hôm nay đã sờ vào trực tiếp vào sản phẩm hôm nay mới sờ được đấy xem tin lá thì lâu rồi đấy nhưng hôm nay mới sờ được đấy công nhận anh nhìn chi tiết thì là đánh giá một vài cái không, chia sẻ công tâm và khách quan cái màu mạ thì coi như quả tuyệt vời luôn dạ con nói nhận chất thì coi như sẽ lắp vào rồi ta nghe ta mới đánh giá được là cái chất và cái loa printer này bao nhiêu như thế nào đấy thế còn cái màu mạ công nhận đẹp thôi phần ưa rồi vâng ạ thích mà dạ đấy con thấy con này mà nhưng vâng. Mà thích con cơ bản là coi như vẫn tiếc đối với cái phong của mình hơi chật tí theo em là theo em là làm bộ kệ mới chấp nhận phải có đôi phải làm bộ kệ mới chứ nếu mà đêm thì có khi anh hộ em một tay cùng với anh Thụy cho cái đôi vàng khéo khéo nhá đó đôi loa rất là nặng hai người phải tập trung để đưa vào riêng phải để đây cứ để đây cứ để đây chúng ta đó nó giống nhau đấy ê căng cái con đấy con đấy là nó đang có cái tấm ê căng chị ạ mời ê căng ra cái này mời ê căng ở dưới nó có cái nó có giống nhau đó chị ạ ê căng nó giống ngoài đó đấy anh Việt chia sẻ là mở ra nhìn rất là đẹp luôn quá tuyệt luôn công nhận cái màu gồ đẹp này chúng cái chất âm rồi thôi. Yeah, chất âm thì chất quá âm. Tuyệt rồi. Riêng đánh phòng này thì tuyệt vời anh ạ. Cái chất âm này trong cái phòng này như một anh đợi em chút em bóc con X23 em đưa vào em setup cài đặt. Chất âm chuẩn. Chúng ngày mới lắp. Thì thử nghe là như có của xóm làng coi như để chơi cũng được. Dạ. Thưởng thức cái bộ dàn của chị cá luôn. Vâng ạ. Anh cứ anh chị cứ. Đâu là giới thiệu được vài bộ đi. Vâng đúng rồi. Bên em đi lắp nhiều lắm. Xong các anh em bạn bè đến là lại đến giới thiệu xong lại lắp. Rồi có bạn bè anh chị đến thì cứ chia sẻ là bộ này tôi mua bên Zika này. Zika thì anh nói chung nghe hay cái cảm là thưởng thức họ thích đúng cái rồi. Bộ này được đấy cái như lắp bộ này. Yeah. Âm nhạc thì không nói dối được. Cứ nghe hay là đúng rồi, là người ta sẽ mua. Ứng ý được. Người ta nghe được. Cảm nhận của người ta thôi. Vâng, cảm nhận của mỗi người. Người ta nghe rồi cái bộ này nghe thích. Cũng giống như anh đấy, anh nếu mà em có nói hay, anh không thấy hay thì anh cũng chả đặt hàng phải không ạ? Đúng rồi. Nó phải là cái anh đúng thế theo dõi anh vào xem của bọn em nó coi như anh quyết định luôn này. Dạ. Là anh thấy về là anh thấy lấy. Là anh em mình có duyên. Nhưng em thích anh thích bộ cái tớ này này. Dạ. Đúc đúc này này. Nghe nó hay này. Cô đặc quá không? Không ngon anh ạ. Ngon hả? Ngon này. Được thì được, hợp đó anh. Anh thích trẻ. Anh về anh cũng ở bên kia anh cũng tra nhưng bên đây anh cũng chia sẻ nhé. Khiển tivi mới lên là anh thấy đang có lắp thẳng tất cả mặt kính. Chỉnh cái gì luôn đấy. Nghe trong điện thoại.
nghe qua em live stream được không? Thì là nghe đây là mình được nghe trực tiếp. Cắt tóc bây giờ không qua tầng bảy vọt rồi. Hơn các bạn cao tốc thì cao tốc được cho chạy được 90 km/h. Đây là mơ lòng tuổi xanh chia tay nhau.
miền Nam cho nhau nghe những lời ngỡ ngàng giống nòi. Ta chia nhau tiếng vui tiếng buồn nước non, ta quên đi bao tiếc thương tôi hơn tuổi son. Hôm nay đi giữa dòng lệ rơi, mẹ biển nơi từ nay hiến trọn đời cha theo bước chân những người qua rồi. Ta yêu thương đất mẹ mà thôi, quê hương ơi dù sinh tha cưới cho người, trong tiếng cười dòng khóc đầy vơi. Nắng chiều về sao chiều gọi trăng lên, tiếng gò gọi em có lại đò ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đò xưa. Núi Hồng ơi, trách chi đò lờ duyên đi, lờ duyên đi gái, nên anh đi tìm. Câu vì sống khen anh hát đây, em cảm ơn anh chị nhé. Là thôi, tầm chiều chiều muộn rồi. Cảm ơn anh nhiệt tình nhé. Vâng ạ. Cảm ơn chị ca. Vâng ạ. Em cảm ơn anh. Em bắt tay. Chúc sức khỏe anh. Đúng là mua báo em nhé. Vâng. Cảm ơn chị. Vâng. Đấy là khi Hà Nội về đấy mình cùng mấy bố đấy đấy. Vâng. Khi nào mà anh lấy đi báo em. Anh lấy anh sẽ đổi chứ. Đúng rồi. Cảm ơn anh chị đã yêu mến ủng hộ Di Ca đúng em. Quán ở cái phòng của anh cùng rửa này là vượt tầm. Dạ vâng. Và tầm đẹp. Mà lấy có như cao hơn nữa thì cũng lấy được, nhưng mà cơ bản là cái phòng mình nhỏ ấy. Vâng. Như bộ này là bộ này là VIP quá, VIP lắm rồi. Thế. Rồi. Còn bộ cái 60 mấy triệu, 70 mấy triệu. À. Đương nhiên là nó cao hơn thì nó VIP hơn, nhưng mà như thế này là quá tuyệt vời rồi. À, những cái hộp này thì anh chị cất cho em. Những cái đó anh sẽ cất cho em. Vâng. Thay kệ cho phòng nó thoáng, nhìn phòng nó đẹp. Để thay cái kệ đi nhìn nó đẹp. Một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều nhá. Vâng. Chị cứ khen anh hát hay suốt đấy. Đó. Nhưng mà phải hay nhờ chị nhỉ? Ừ, hay tiền. Vâng ạ, tiếp khách ở ngoài Hà Nội vào. À, đấy, đây là tấm lòng của anh em ngoài. Vào chứ quá nhiệt tình. Vâng. Đây là tấm lòng của anh, bạc, anh em ở trong miền Trung. Anh em chịu khó có nhiệt tình, có những người khách hàng là có những quà tốt. Vâng ạ. Cái vấn đề tiền bạc thì mình không cần nói, bởi vì đây có cuộc sống là phải tiền bạc, nhưng mà cái tình cảm nó phải quan trọng. Tình cảm phải đi xong tiền bạc. Đúng, anh xem coi như đúng. Từ đầu năm đến nay là anh Do Di Ca có từ đầu năm là quyết định luôn. Đấy, quan trọng yếu tố con người nữa. Cái tình cảm, vâng ạ. Vâng nhá, em xin phép đây, em chạy ra Hà Nội. Khi nào mà anh ấy báo em, để vào em ấy cho. Tối nay mà có giao lưu với anh em mà hỏi thì anh cứ chia sẻ cho em nhé. Ok. Em về đây. Rồi, cảm ơn anh chị nhé. Cảm ơn chị gái nhé. Bịn dịn quá, cứ bắt tay suốt thế này. Được anh chị đón tiếp nhiệt tình quá. Này.